Để tưởng niệm và chia buồn với những gia đình của những nạn nhân xấu số trong vụ tấn công khủng bố tại Barcelona mới đây, Đức Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha cùng với nhiều lãnh đạo của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và nhiều người dân đã tổ chức lễ tưởng niệm tại nhà thờ nổi tiếng Sagrada Familia của Tây Ban Nha. Vụ tấn công khủng bố bằng xe tải vào một trong những điểm du lịch đông đúc nhất tại Barcelona đã khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát Catalonia cho biết cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm việc về giả thuyết có 12 kẻ khả nghi tại vụ tấn công khủng bố Barcelona. Một kẻ trong số đó đã bị bắt giữ. Kẻ tình nghi đầu tiên bị bắt giữ là một thanh niên 22 tuổi người Morocco. Sau vụ khủng bố, cảnh sát đã bắt giữ tổng số 4 người có liên quan tới vụ khủng bố tại Barcelona và Cambrils. Một phụ nữ đã bị giết chết tại đây khi chiếc xe lao vào dòng người đi bộ. 5 kẻ tấn công khác đeo những kiếp nổ giả cũng đã bị bắn chết tại thị trấn Catalan.